Spent bunting is known as the most beautiful bird in North America. In Florida, you can find them at the Field Audubon Park in Palmetto. Please find the name and address of the park underneath this video. Khu sinh thái Field Audubon ở tiểu bang Florida được nổi tiếng vì có loại chim sơn ca gọi là Pent Bunting, có rất nhiều màu sắc rực rỡ. The easy way to see the Pent Bunting is to go into this blind, which is a building with glass window from floor to ceiling. Để dễ dàng xem loài chim quý này, quý vị có thể vào một căn nhà có cửa kính từ trần nhà xuống đến sàn nhà. There are a lot of feeders set up right outside. Quý vị thấy con chim quý Pent Bunting đã xuất hiện, và luôn cả một con chim cardinal có màu đỏ tươi. Here you see the Pent Bunting and a red cardinal. The red cardinal is pretty common in Florida and also in Texas. Con chim này quý vị thường thấy ở tiểu bang Florida cũng như ở tiểu bang Texas. Khu vườn này có rất nhiều loài chim. There are different species of birds in this park. This bluebird is an indigo bunting. Đây là một loài chim sơn ca khác, màu xanh. In this visit, my husband and I, we also got to see two baby horned owl. They just fledged. Đây là hai con chim cú có sừng. Chúng còn nhỏ cho nên chưa có nhìn thấy cái sừng.
The garden also have a body of water. Công viên này cũng có một hồ nước rất đẹp. After seeing the baby owl, we come back to the blind and look outside through the glass. And there is a crackle that comes to eat. And we're waiting for the bunting to come back. This is a young indigo bunting. Đây là một loài sơn ca khác được gọi là indigo. The parent bunting come back. On our way back to the hotel, we had another pleasant encounter with Florida wildlife. Trên đường trở về khách sạn, Nguyễn Thúy Phượng và ông xã lại được gặp một bầy chim. Đây là những con bồ nông và vịt cát. Nguyễn Thúy Phượng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin mời quý vị đăng ký để xem các video tiếp theo của Nguyễn Thúy Phượng. Đồng thời cũng mời quý vị vào xem các video Nguyễn Thúy Phượng đã thực hiện và giữ lại ở trong kênh. Thank you for watching. Please register to see my next video. Also, please check out my previous video in my channel.